Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm đạt hơn 15.000 tỷ. Đây là kết quả khá, tạo tiền đề để ngành thuế đạt và vượt dự toán cả năm. Đặc biệt, một số khoản thu có mức tăng trưởng biến động tăng hơn 180% so với cùng kỳ. Bên cạnh những thuận lợi, vẫn sẽ có những khó khăn, thách thức ngành thuế cần phải có biện pháp khắc phục để hoàn thành kế hoạch được giao. Đó là những vấn đề gì? Câu trả lời sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến của tạp chí Kinh tế Phú Hiến trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên đã rà soát, quy chủ đạt 186,9 trên 230,9 ha, chiếm tỷ lệ 80,9%. Diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm đếm chiếm tỷ lệ 71%. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường, thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư chiếm tỷ lệ 78,3%. Trong đó, đã trừ diện tích đất giao thông, thủy lợi khoảng 40 ha. Số kinh phí đã bồi thường hỗ trợ cho người dân đạt gần 743 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận vị trí xây dựng các khu tái định cư, cải tạo, mở rộng nghĩa trang tại các huyện Văn Lâm, Văn Giang và Yên Mỹ. Theo niên giám thống kê năm 2022 vừa được công bố, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có thu nhập bình quân tháng của người lao động đang làm việc cao nhất cả nước với trên 9,1 triệu đồng trên lao động trên tháng. Đứng thứ hai là Hà Nội với gần 8,9 triệu đồng trên lao động trên tháng. Thứ ba là Bình Dương với trên 8,8 triệu đồng trên lao động trên tháng. Đồng Nai và Bắc Ninh lần lượt xếp thứ tư và thứ năm. Các địa phương còn lại trong top 10 là Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Hưng Yên. Đáng chú ý, tỉnh Hưng Yên lần đầu tiên vượt qua Đà Nẵng để lọt top 10 với thu nhập gần 7,1 triệu đồng trên người trên tháng. Trước đó năm 2021, Hưng Yên đứng thứ 11, năm 2020 đứng thứ 12. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước cung cấp. Theo đó, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng 1 tối thiểu 100.000 đồng trên lượt và tối đa 500.000 đồng trên lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu 30.500 đồng và tối đa 300.000 đồng trên lượt. Đối với giường điều trị nội trú dịch vụ loại 1 giường trên phòng có giá tối đa 4 triệu đồng trên giường, loại 2 giường trên phòng tối đa 3 triệu đồng trên giường, loại 3 giường trên phòng tối đa 2,4 triệu đồng trên giường. Tất cả giá dịch vụ phải niêm yết công khai để người dân lựa chọn. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8. Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ qua mô hình ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng gồm Prudential, MB Agis, BIDV MetLife và Sun Life. Kết quả cho thấy còn nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới. Tại nhiều doanh nghiệp, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng chiếm tới 50% số lượng hợp đồng và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ mới. Tuy nhiên, do bị ép buộc nên sau năm đầu tiên, tỷ lệ hủy hợp đồng rất cao. Bộ Tài chính chỉ ra từng doanh nghiệp có tỷ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm bán qua ngân hàng sau năm thứ nhất. Cụ thể, Prudential là 41%, MB Agis là 32%, BIDV MetLife là 39%. Đối với Sun Life, tỷ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm sau năm thứ nhất của các hợp đồng phát hành qua TPB là 73%, qua ACB là 39%. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC sẽ điều chỉnh giá vé qua các trạm thu phí. Việc điều chỉnh này được áp dụng đối với 4 tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, Cầu Rẽ Ninh Bình, Đà Nẵng Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Theo đó, mức giá vé sẽ giảm khi áp dụng mức thuế VAT 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí của các dự án của VEC. Cụ thể, cao tốc Nội Bài Lào Cai có mức giảm cao nhất là 22.000 đồng, mức giảm thấp nhất là 1.000 đồng. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình mức giảm cao nhất 3.800 đồng, mức giảm thấp nhất là 1.000 đồng. Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi mức giảm cao nhất là 14.000 đồng, thấp nhất là 1.000 đồng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mức giảm cao nhất là 7.000 đồng, giảm thấp nhất là 1.000 đồng. Thông tư 44/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2023, quy định giảm mức thu từ 10 tới 50% đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong 36 khoản phí, lệ phí được giảm thì có 21 khoản phí, lệ phí được giảm tới 50%. Đó là lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.
phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Ngoài ra, phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cũng được giảm tới 50%. Đầu mùa hè năm nay, tình trạng cắt điện luân phiên thường xuyên xảy ra. Người dân lùng mua quạt tích điện khiến mặt hàng này luôn trong tình trạng khan hàng, sốt giá. Tuy nhiên, khoảng chục ngày trở lại đây, cung cấp điện đã ổn định, tình hình mua bán quạt tích điện trở nên ế ẩm. Theo khảo sát tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, có khoảng 10 cửa hàng bán quạt tích điện đều trong tình trạng vắng khách. Giá quạt tích điện thời gian trước dao động từ 700 tới 1 triệu đồng tùy loại, hiện nay đã giảm mạnh từ 20 tới 40%. Trên các nhóm hộ kinh doanh điện dân dụng và các cửa hàng đổ xô giao, xả hàng quạt tích điện, bán quạt tích điện giá gốc nhưng vẫn ế khách. Vừa rồi là hàng về rất nhiều, xong rồi điện cũng không bị cắt mấy, cho nên là nguồn cung rất nhiều mà nguồn cầu thì gần như không có mấy. Nên hiện tại là quạt tích điện rất chững và xuống giá không khoanh. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế tỉnh Hưng Yên đạt mức tăng trưởng khá. Hoạt động thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan khi thu hơn 15.000 tỷ đồng, đạt hơn 65% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cả năm. Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 22.921 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 18.221 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.700 tỷ đồng. Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, hiện đại hóa quy trình thu thuế, tăng cường mối quan hệ đối tác, hải quan, doanh nghiệp, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Kết quả 6 tháng qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa được hơn 13,6 nghìn tỷ đồng, đạt 74,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 56,8% so với cùng kỳ. Trừ thu tiền sử dụng đất, thu được hơn 10,6 nghìn tỷ, đạt 115% dự toán và tăng 104% so với cùng kỳ năm 2022. Một số khoản thu đã tăng so với cùng kỳ là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.480 tỷ đồng, tăng 46,8%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 7.480 tỷ đồng, tăng 182% so với cùng kỳ. Ngược lại, một số khoản thu đạt thấp so với dự toán là khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, các khoản thu về đất. 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt kết quả khá, tạo tiền đề để ngành thuế đạt và vượt dự toán cả năm. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn thách thức và ngành thuế Hưng Yên sẽ có những biện pháp gì để hoàn thành dự toán được giao? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Doãn Thị Oanh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Xin chào Phó Cục trưởng, cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình Chuyện từ Phố Yến của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bà. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2023 thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về con số này ạ? Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 15.000 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa đạt 13.638 tỷ đồng, đạt 74,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 56,8% so với cùng kỳ. Số thu nội địa trừ tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm là thu được 10.683 tỷ đồng, đạt 115% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 104% so với cùng kỳ. Đây là một con số rất là ấn tượng, báo hiệu là ngành thuế tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Vâng, thưa bà, vậy thì một số khoản thu đã có sự tăng giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tại sao thưa bà? Số thu với khu vực đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt khá, thu được 1.480 tỷ đồng, đạt 74% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 46,8% so với cùng kỳ. Là do 6 tháng đầu năm thì ngành thuế chúng tôi giả soát và đã chuyển một số cái doanh nghiệp từ ngoài quốc doanh sang lĩnh vực đầu tư nước ngoài cho nó phù hợp. Thì tổng số thu đã tăng được hơn 200 tỷ đồng. Thêm nữa là cái quyết toán năm 2022 của một số doanh nghiệp trọng điểm nộp sang 2023 đạt cao. Số thu 6 tháng đầu năm với lĩnh vực ngoài quốc doanh đạt khá cao, thu được là
7.480 tỷ đồng, đạt 176% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 182% so với cùng kỳ. Số thu đạt cao là do có một khoản thu trên 5.000 tỷ thu đột biến của công ty cổ phần Vinhome nộp vào ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023. Số thu doanh nghiệp nhà nước trung ương 6 tháng đầu năm là thu đạt thấp là do một số khoản thu của các doanh nghiệp trọng điểm như Điện lực Hưng Yên, Viettel Hưng Yên, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên là đạt thấp. Và mặt khác là một số cái khoản thu chúng tôi rà soát thuộc lĩnh vực ngoài quốc doanh và tôi chuyển trả cái khu vực lĩnh vực đầu tư ngoài quốc doanh cho nó phù hợp. Đặc biệt là các cái khoản thu về đất đai thì 6 tháng đầu năm là thu đạt rất là thấp do ảnh hưởng của thị trường bất động sản có phần trầm lắng và do cái chính sách tài chính tiền tệ bị thắt chặt và một số cái dự án bất động sản thì không triển khai được và công tác mà đấu thầu đấu giá đất cũng bị chậm lại. Do vậy là cái số thu 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt thấp và so với cùng kỳ lại đạt thấp hơn bởi vì 6 tháng đầu năm 2022 có một cái khoản thu phát sinh về tiền sử dụng đất của dự án công ty cổ phần Vinhome và 6 tháng đầu năm 2023 thì không phát sinh nữa. Do vậy so với cùng kỳ cái số thu này đạt thấp. Trong nửa đầu năm 2023 thì những thuận lợi và khó khăn mà ngành thuế gặp phải là gì thưa bà? Cục thuế tỉnh Hưng Yên luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác thu ngân sách nhà nước. Mặt khác là do tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt cao 8,21%, cũng là điều kiện thuận lợi để tăng thu ngân sách nhà nước. Do cái dư địa tăng trưởng kinh tế năm 2022 vẫn còn tác động tích cực đến số thu 6 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh những thuận lợi thì ngành thuế triển khai công tác thuế cũng gặp một số khó khăn do một số chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Quốc hội làm giảm thu ngân sách nhà nước như Nghị định 15 về giảm thuế giá trị gia tăng và Nghị quyết số 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường và Quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuế đất do dẫn tới một số khoản thu sắc thuế cũng khó hoàn thành trong năm 2023. Vậy thì trong 6 tháng cuối năm ngành thuế sẽ có những biện pháp gì để đạt và vượt dự toán? 6 tháng cuối năm 2023 thì Chính phủ, Quốc hội cũng có một số cái chính sách tiếp tục giảm thuế cho các doanh nghiệp. Như Nghị định số 41 của Chính phủ là giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước và giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 thì ngành thuế tỉnh Hưng Yên tập trung bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đánh giá phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có các biện pháp chủ động quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị trong ngành thuế triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của Quốc hội đối với doanh nghiệp và người dân. Thứ ba là phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kịp thời cái giá tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án bất động sản lớn trên địa bàn. Thứ tư, quyết liệt trong công tác đôn đốc và xử lý thu hồi nợ đọng, bám sát tình hình tài chính của các đơn vị nợ đọng lớn để kịp thời có các biện pháp xử lý và thu hồi nợ đọng. Phối hợp với các sở, ngành đôn đốc nợ thuế xử lý đối với các đơn vị chây ỳ nợ đọng lớn. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường các biện pháp rà soát kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn những gian lận trong việc sử dụng hóa đơn. Thứ sáu là đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro, tập trung vào các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp ưu đãi thuế, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá. Từ đó để thúc đẩy các cái doanh nghiệp thực hiện tốt cái nghĩa vụ kê khai của mình với ngân sách nhà nước. Cảm ơn bà về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Tới đây tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau.